Vậy mà anh cứ tưởng là phải 9 giờ em mới tới. Trời ơi, đi với luật sư mà ai mà dám nhõng nhẽo chứ, phải không? Thì em có rỗng rảnh thêm một chút cũng không sao, phái đẹp mà. Ủa, em còn chờ gì vậy? Nghĩa là sao? Trời ơi, cái anh này, sao anh học giỏi mà anh suy nghĩ chậm quá vậy? Nhưng mà biết cái gì? Anh đã hôn em chưa? Thôi, người ta ngó kìa, kỳ lắm. Kệ người ta đi. Đây là chuyện riêng tư, chỉ nên ở những chỗ có hai người với nhau thôi. Nè, là anh hứa đó nha, khi nào chỉ có hai đứa mình thôi á, anh phải hôn em đó. Nhìn mặt anh kìa, tức cười quá à. Bây giờ ra tới ngoài ngoại ô, thấy không khí thật là thoáng đãng, dễ chịu. Chứ ở trong trung tâm thành phố, chui rút trong mấy khối bê tông thật ngột ngạt. Anh có muốn ra ở hẳn ngoài này không? Sáng thì vô thành phố làm việc, chiều thì trở về, em sẽ lo cho anh hết. Cảm ơn em. Nhiều lúc cũng thích, nhưng mà đất đai nhà cửa bây giờ toàn là giá trên trời không hả? Thu nhập như anh á, cả đời không biết mua được căn nhà vừa ý không nữa. Cũng may á mà mua được căn hộ chung cư xuống cấp như em cũng thấy rồi đó. Trời ơi, chung cư cao cấp của người ta đó anh. Tiền mua thì cao cấp, nhưng ở rồi á thì nó xuống cấp như tốc độ của tàu con thoi trở về trái đất vậy đó. Em nói cho anh nghe nha, chung cư đó là của cái thằng Hùng nó cua em đó, nó xây đó, để em dũa cho nó một trận te tua. Mà cái thằng đó hả, nó sợ em lắm luôn á. Em mà biểu nó làm cái gì là nó làm cái nấy liền, chứ không phải như anh đâu nha, ra lệnh cho anh khó thấy mồ. Nhưng mà tại sao? Vì anh học giỏi hơn em. Thời buổi này cần gì bằng cấp, nhan sắc là mệnh lệnh tối thượng rồi. Vậy anh thấy em có nhan sắc không? Em rất đẹp. Ủa mà sao em không làm mệnh lệnh tối thượng của anh? Một phụ nữ chỉ đẹp thôi á thì chưa đủ chinh phục được anh đâu. Vậy như thế nào mới chinh phục được anh? Anh cũng không biết. Tình cảm thì không thể cứ rõ ràng và minh bạch như một văn bản luật được. Đó là sự réo gọi của bản năng. Vậy là em phải chờ đợi cái sự réo gọi đến từ bản năng của anh đó hả? Anh, vậy khi nào nó réo gọi, anh nhớ báo cho em biết nha. Em sẽ tới liền ngay lập tức. Em á, rất có khiếu làm cho người khác vui, rất dí dỏm. Đó cũng là một điểm cộng bên cạnh nhan sắc của em. Nhưng mà chỉ với anh thôi đó. Đàn ông khác thì trái lại phải làm cho em vui, em mới chịu ngồi cùng bạn nói chuyện. Tụi nó hả, còn nói em lãnh cảm nữa kìa. Bởi vì tụi nó theo đuổi em hoài mà đâu có được đâu. Chỉ có anh mới luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu em thôi. Ok, anh muốn ăn gì? Cơm tấm, bún bò, bún thịt nướng. Cơm tấm đi ha. Vậy là em có thêm một điểm cộng rồi nha. Em cũng thích cơm tấm y chang như anh vậy đó. À, vậy đi, anh có một đề nghị. Đề nghị gì? Ăn sáng xong, anh sẽ tình nguyện làm tài xế cho em, đưa em tới chỗ này. Anh muốn đưa em đi đâu thì đi. Em sẽ giao hết sinh mạng của em cho anh, trái tim của em cho anh, cuộc đời của em cho anh, hết luôn. Anh không giữ nổi em đâu. Giữ đi. Lâu lắm rồi anh mới đi lại con đường này. Nhớ hồi đó lần đầu tiên về đây ăn đám giỗ của ba Trần Minh, anh chỉ muốn ở lại không về. Em thích tiếng chim cu cườm nhất. Buổi chiều sương xuống mà nghe tiếng chim cu cườm gọi buồn làm sao, trong lòng cứ mênh mang.
Hôm nay em có gặp luật sư Vĩnh Kỳ không? Em có gọi cho Vĩnh Kỳ mấy cuộc để động viên tinh thần của ảnh. Ảnh có vẻ cũng dao động đó anh. Tụi nó khủng bố vậy ai mà không sợ. Tụi này đúng là lộng hành mà. À, nhưng mà vụ trái lựu đạn tới đâu rồi anh? Thì anh vẫn đang theo dõi nè. Lựu đạn sản xuất tại Trung Quốc. Anh nghĩ chắc là tụi nó mua của đám buôn lậu đó em. Có thể lần ra manh mối không? Kết quả xét nghiệm định dạng của bên em sao rồi? Cũng chưa đưa ra được một kết luận nào, bởi vì thiếu tài liệu đối chiếu. Nhưng em nghĩ những kẻ có liên quan đến việc mua bán khu đất đó có thể là đầu mối để mình lần ra. Anh sẽ cần sự hỗ trợ của luật sư Vĩnh Kỳ. Anh ta có vẻ bị tác động đó. Em nên chấn chỉnh lại tinh thần cho cậu ta đi. Bây giờ khi không em trở thành người thân của anh Vĩnh Kỳ, thậm chí có lúc vượt ngoài giới hạn cho phép. Tất cả chỉ vì cứ bị ám ảnh bởi anh Trần Minh. Nhìn vào đôi mắt của anh Vĩnh Kỳ, em lại thấy anh Trần Minh và... Vĩnh Kỳ xứng đáng mà. Thậm chí có nhiều điểm hơn hẳn Trần Minh. Điểm nào? Anh nói nghe coi. Hào hoa phong nhã hơn nè, trẻ trung hơn nè, và đặc biệt á là chưa có vợ. Em gái của anh á đến với một người đàn ông chưa lập gia đình thì vẫn tốt hơn chứ. Giống như anh nè, đâu có cô nào dám nhào vô đâu. Nhưng anh Trần Minh đã cho em điều quan trọng nhất. Điều gì vậy? Tình yêu. Vĩnh Kỳ cũng sẽ mang lại cho em điều đó. Vấn đề á là thời gian và cơ hội thôi. Em hãy đưa tay cho anh ta nắm, và tình yêu sẽ đến với em. Nghe. Ở đây là chỗ nào vậy anh? Khu đất này đẹp quá à. Ê, bộ anh tính mua đất ở đây hả? Anh kiếm gì đó? Anh đang xem xét. Bữa nay anh mới được nhìn thật khu đất này. Nghĩa là sao? Tự nhiên ăn sáng xong anh chở em vô đây, không nói năng gì hết nè. Anh muốn giới thiệu cho em khu đất anh mới mua chứ gì? Không có, anh thì tiền đâu mà mua chứ. Vậy đi vô đây làm gì? À, em biết rồi nha. Anh muốn dành cho em những giây phút lãng mạn riêng tư chứ gì. Em còn nhớ hồi sáng anh nói khi nào có hai đứa mình thì anh sẽ hôn em. Bây giờ hai người nè, hôn em đi. Nhưng mà nói là một chuyện, còn làm thì lại là chuyện khác kìa mà. Đừng có thất hứa nha. Bữa nay anh mà không hôn em á hả, em sẽ đòi nợ anh tới già luôn á. Hôn bây giờ khi em còn trẻ đẹp, hôn sướng hơn không? Bắt đầu. Anh có phải đàn ông không vậy? Thì anh là đàn ông. Đàn ông thì làm đi. Ê, vô đây làm bậy bạ hả? Ai cho vô đây? Ê, anh đang nói cho cẩn thận đó nha. Tụi tôi là vợ chồng, hôn nhau không được hả? Tôi có làm gì bậy bạ đâu, làm gì thấy ghê vậy? Mấy người tự tiện vô đất của người ta còn hôn hết nữa hả? Đất này á là của người ta, đâu phải đất các anh đâu mà các anh cấm cản. Đất này chủ nhân của tôi đã mua đất hết rồi, mấy người ngang nhiên xâm nhập bất hợp pháp mà còn lên mặt nữa hả? Ê, mày điện thoại kêu người ta ra đây liền đi. Để tao. Tôi biết rõ khu đất này đang tranh chấp, không ai được phép mua hết. Bây giờ anh muốn gì? Đã ngang nhiên vô đất của người ta,
mà còn muốn quậy đó hả? Ê, ăn nói phải ngó trước ngó sau nghe chưa? Tôi gọi hồi nào mà vô không hả? Thì vợ chồng tôi đi qua đây thấy cảnh đẹp, ôm nhau một chút không được hả? Quậy nào mà quậy. Không quậy sao hôn hết vô đất của người ta, xùi thấy mẹ. Nè, tôi nhắc lại, chủ nhân các người chưa hề mua được khu đất này. Đất này là của thân chủ tôi đang tranh chấp, họ nhờ tôi khởi kiện lên tòa chờ xét xử. Tôi là luật sư, tôi đang xác minh vụ này. Ê nè, cha này là luật sư đó mày, coi chừng nó kia ra tòa. Chờ anh Tài tới, tao gọi điện thoại anh rồi, anh nói anh ra liền. Vậy ra là sáng nay anh đi với em không phải là vì anh muốn đi với em, mà là vì miếng đất này á hả? Thì anh muốn sẵn tiện kết hợp luôn. Kết hợp nè, kết hợp nè. Kiện Ngọc Lan. Ngọc Lan, Ngọc Lan. Ngọc Lan, nghe anh nói nè Lan. Anh Tài tới kìa, đi. Anh Tài, con nhỏ đi hướng kia, đi với xe màu vàng. Còn thằng luật sư đi hướng này nè anh. Đúng rồi, hướng này nè. Luật sư Vĩnh Kỳ, Ngọc Lan. Alo. Dạ, dạ ông chủ. Có chuyện lạ nè ông chủ à. Chuyện gì, nói mau. Cô Ngọc Lan, ái nữ ông Chu Thiên với luật sư Vĩnh Kỳ đến khu đất của mình. Đến đây làm gì? Dạ, em cũng chưa rõ, nhưng mà họ mới vừa đi. Luật sư Vĩnh Kỳ, mày dám khiêu khích tụi tao, mày chưa ném một lựu đạn. Nhưng tại sao lại có con gái Chu Thiên ở đây? Chu Thiên và Vĩnh Kỳ, vậy là có Chu Thiên đứng đằng sau vụ này. Đúng là khó nuốt. Ông chủ, ông chủ. Dạ, ông chủ, bây giờ mình tính sao ông chủ? Nếu có Chu Thiên nhảy vào thì khó cho mình đây. Nhưng cứ thư thả, để tao thăm dò hư thực ra sao. Bây giờ mày coi thằng luật sư đi đâu. Dạ, 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 dạ. Mẹ nữa. Không khéo mất cả chị lẫn chài, tốn tiền cho tụi nó ăn mà chẳng được gì hết. Chào chú. Ôi trời ơi, ông luật sư. Dạ. Ừ, chào mời, luật mời, sư. Mời, dạ. Mời vô, mời vô, dạ. Mời luật sư, mời luật ngồi. Sư ngồi. Dạ được rồi. Mời luật sư. Tôi mới vừa từ khu đất của hai chú về. Sao ông báo trước cho tụi tôi dẫn đi? Ông luật sư tìm cũng hay đó chứ. Dạ thì cũng tình cờ thôi, nhưng mà đến nhà hai chú thì tôi phải hỏi thăm người ta chỉ đường đó. Dạ, dạ. Mời, mời luật sư uống nước. Bộ chú, ai vậy chú? Ông luật sư ở Sài Gòn xuống chứ ai. Dạ chào ai chị đó. Chú kiện đi, chú kiện cho nó tóc gốc hết trơn đi, ăn gì mà từ trên xuống dưới. Dạ. Nhỏ này,